Chúng ta sẽ đến với một bài điền thông tin vào bản đồ. Ở trong bài số 6 của khóa học này thì Nguyệt Ca đã hướng dẫn các bạn rất tỉ mỉ từng bước làm dạng bài tập này đúng không nào? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút trước khi bắt tay vào nghe và trả lời câu hỏi nhé. Các bước làm bài. Đầu tiên thì các bạn hãy quan sát cấu trúc tổng thể của bản đồ. Bước 2 đó là xác định vị trí của bạn ở trên bản đồ. Ở trong bản đồ này thì vị trí của người nghe không được xác định trước. Có thể các bạn sẽ nghe được chỉ dẫn để tìm ra vị trí bắt đầu ở trong bài nghe. Tuy nhiên thì có một điểm đặc biệt đó là bản đồ này có đánh số thứ tự các vị trí chúng ta cần nghe và điền tên vào. Và trong bài thi IELTS thì những câu hỏi luôn luôn được thiết kế theo thứ tự xuất hiện thông tin ở trong bài ghi âm. Vì vậy hẳn là người nghe sẽ ở vị trí gần với số 1 ở trên bản đồ. Bước 3 chú ý vào những ghi chú bằng chữ ở trên bản đồ. Các bạn cần chú ý xem gần những vị trí đánh số thứ tự có những cái ghi chú bằng chữ cái nào không. Ví dụ như gần số 2 thì có cụm là Springfield. Gần số 3 thì có cụm là Pyramid Stage, Arena. Gần số 5 và số 6 thì có The Other Stage. Vậy thì chắc chắn người nói sẽ nhắc đến những tên riêng này để giúp cho bạn định vị ở trên bản đồ. Và ngoài ra thì câu số 6 còn có một cái dấu chữ thập đỏ nữa. Và bước 4 chính là nghe kỹ và trả lời câu hỏi. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe bài ghi âm và trả lời câu hỏi nhé. Okay, so let's look at the map. The other stage is at the far side of the festival area. Now we're camping in Springfield here. So we're lucky because that's right next to the pedestrian gate. You need to go through that and then straight on down the track, okay? On your right, you'll pass a property locker, if that's useful to you for storing your stuff. There are also a couple of ATMs. Here they are. Then eventually you'll come to the market area. That's the big square section in the middle of the map, just here. It's really easy to get lost because there are so many stalls and things to look at. But don't worry, because there's a meeting point just to the right of it. Can you see? Okay, so you need to continue to the opposite corner of this area, around the track, past the main arena. There, you'll find the charging tent, useful if your mobile battery dies. Anyway, just behind that, you'll see the other stage, though you'll probably hear it first. We'll be there all afternoon, so come and find us. We usually sit somewhere near the back of the field, sort of here, away from the stage and close to the medical centre. Call or text me once you get there, okay? Và sau khi nghe bản ghi âm và làm bài tập thì các bạn hãy cùng so sánh với câu trả lời của mình với đáp án ở trên màn hình. 1. Pedestrian gate. 2. Property locker. 3. Market area. 4. Meeting point. 5. Charging tent. 6. Medical center. Và các bạn đã làm đúng cả 6 câu trả lời chứ? Hy vọng là có. Bây giờ các bạn hãy cùng quan sát phần lời thoại của đoạn ghi âm vừa rồi để hiểu rõ hơn về các câu trả lời trên nhé. Các bạn sẽ nghe thấy thông tin Now we are camping in Springfield. Vì vậy các bạn có thể xác định được rằng chúng ta đang đứng ở Springfield ở bên trái địa điểm cần điền 1. Và sau đó chúng ta nghe được thông tin là That's right, next to the pedestrian gate. Đáp án cho câu 1 chính là pedestrian gate. You need to go through that and then straight on down the track. Từ vị trí cổng vào các bạn tiếp tục đi thẳng và on your right you'll pass a property locker. Bên phía tay phải thì các bạn sẽ đi qua một cái property locker, tức là một cái tủ chứa đồ. Như vậy thì đáp án ở điểm số 2 sẽ chính là property locker. Then, eventually, you'll come to the market area. That's the big square section in the middle of the map, just here. Và từ cần điền ở địa điểm số 3 chính là market area.
There's a meeting point just to the right of it. Vậy thì meeting point ở bên phải của market area nên đáp án cho địa điểm số 4, bên phải địa điểm số 3, market area chính là meeting point. You need to continue to the opposite corner of this area around the track past the main arena. There you'll find the charging tent. Vậy nên từ cần điền ở vị trí số 4 chính là charging tent. Anyway, just behind that, you'll see the other stage. And near the back of the field, sort of here, away from the stage and close to the medical center. Như vậy thì đáp án cho địa điểm cuối cùng, gần với sân khấu, the other stage, chính là medical center, chính là trung tâm y tế. Và phần được đánh dấu màu xanh là những chỉ dẫn phương hướng để đến được vị trí đánh số thứ tự. Có sử dụng những ghi chú bằng chữ ở trên tấm bản đồ. Và các bạn cũng có thể chú ý thêm vào phần được đánh dấu màu xanh này để mà học thêm những cái cụm từ cần thiết cho việc chỉ đường nữa các bạn nhé. Tóm lại là từ vựng ở quanh chúng ta và chúng ta hãy tận dụng mọi lúc mọi nơi để có thể học được thêm các cụm từ vựng theo những cái chủ đề. Và người ta thấy rằng là cách học từ vựng thông qua các bài nghe và các bài đọc cũng là một cách học từ vựng rất là thông minh, bởi vì chúng đều có liên quan đến nhau, chung một chủ đề đúng không nào? Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Quyền ca chắc chắn rằng sau bài học này thì các bạn không những sẽ làm tốt những cái bài tập điền thông tin và bản đồ mà còn có thể hướng dẫn đường đi tới những địa điểm mà bạn biết một cách dễ dàng cũng như là giống với cách người bản ngữ diễn đạt nữa đúng không nào? Và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi các video tiếp theo trong phần kỹ năng nghe cũng như là trong toàn bộ khóa học IELTS này. Các bạn đừng quên làm bài và thực hành liên tục nhé! Xin chào tạm biệt các bạn và chúng ta còn gặp lại nhau trong những bài học sau. Goodbye and see ya!